Kính thưa quý vị thân mến, để tiếp theo là bài Đến làng Nhân Nghĩa. Nội dung: Ngài khuyên ba tánh sớm tu hành theo đạo lý, hầu thoát bao khổ nạn sau này. Mà luật máy tạo của quyền cơ không ngớt dòng xây chuyện, đồng thời cũng hé chút về chính sách nghiệt ngã của người Pháp và tâm sự của riêng Ngài. Múa rút, nghe răng chờ béo, nào sờ giả ái của thiền gia. Bởi bản hoài của Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hoàng quyết cứu đời dùng đạo phổ thông, nên mặc cho thăng khùng dặn bỉ trớ trêu, lên nên trôi dạt xứ người. Ngài cùng bày tỏ: Ai giàu có thung dung thanh nhã, ta lo đời sắt đá bền gan, thương cảm làm sao qua lòng từ trang chứa của đất cứu tinh cho dạng loài. Xin mời chư thiện hữu lắng nghe thật kỹ bao nỗi thương tâm của người cha chí thiện. Kính mời quý vị đồng theo dõi. Chương trình diễn ngâm thi văn sẽ do các độc giảng viên thực hiện như sau. Nguyễn Thị Phương. Nhóc lòng mở cửa Phật đường độ dân. Nguyễn Thị Phiến. Quyết cứu người dùng đạo phổ thông. Bùi Văn Năm. Trao sửa tâm phàm tìm cõi cũ. Phan Văn Tùng. Vàng thanh tìm kim, kim nơi tâm. Thành kính diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Vui mừng gặp chốn hiền lương, dốc lòng mở cửa Phật đường độ dân. Làng Nhân Nghĩa để trần đến chốn, thấy dương trần trà trộn ta tâm. Quái thần đêm đảo quyền thâm, nhiệm màu phổ đồ nhị âm thầm ai. Mèo đã hết rồng bay dơ dần khắp hoàng cầu, nghịch lẫn cùng nhau. Lê dân trăm họ xấu xao, ra rời phú tử nghĩ máu đào nhuộm. Cuồng tâm não quyết cứu người dùng đạo phổ thông, ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả.
lạc hồng thành thời. Nhìn vạn vật cuộc đời ngao ngắn, bởi hoàn cầu thù oán cứ gây, vẽ hình rồi lại vẽ mây, vẽ chân thiên tạo bồng lai cảnh tình, lại thêm vẽ phù sinh cõi tạm, dắt hồn người hắc ám cõi mang, cầu cho cuối sớm cùng làm trẻ già lớn nhỏ Phật đàn yên thân. Luân thường nắng nở phải dãi mang, nhuần gội thừa ân của Phật đàn. Cố gắng tâm trì theo đến chốn, một ngày vinh diệu ác bằng an. Bằng an bốn biển khỏi đua tranh, bởi khắp ba gia được chỉ lành. Trao sửa tâm phàm tìm cõi cũ, về nơi thiên cảnh mới nhàn thanh. Nhàn thanh tìm kim, kim nơi tâm Phật cụ ngày xưa hãy rèn. Nhành lá sum xê màu đơm về, non thần biến đổi hết rừng lâm. Rừng lắm cây đa thay ngày nay, mà ruột năm non có cạc đà. Chờ đợi con hiền nói tục cổ, tới đời thượng cổ điệu hòa mai. Gió gió đêm thanh nước giọng vàng, kiện cây sum màu đượm mùi nhang.
phù dung ra ganh thân yên nhà. Thành thời giả trung gặp chữ nhàn, chữ nhàn vô sự mới nên tiên. Bát nhã từ đây gặp cửa thiền, bể giác bờ mê ngài vượt khỏi. Lánh đời tục lụy rước tiền khiên, tiền khiên kiếp tạo đời trần thân. Đạo diệu dồi dào lập chi cần, liền tánh trao tâm cho sạch sẽ. Rứt rồi nở thế khỏi ưu phiền, ưu phiền thường sự chúng ta bàn. Tiếng cảnh mau về ách lánh sang, tình ngộ từ đây người gặp chủ phủi trần tìm kim chữ ba ha. Ma ha mùi ngọt mật cùng đa, cảnh thế nhìn xem lũ cao xa. Múa gút nhắn nanh ưa thịt béo, nào khờn giả ai của thiên gia. Thiền gia chỉ cả dốc hành thân, diệu diệu truyền thi cảm kích thần. Nhưng tường thôi đời ôi chát lạc, đảo màu siêu diệt của thiên lâm. Thiền lâm Phật Thích thuở xưa kia, non tuyết rèn ra ba chánh kia. Phổ hoa dân lành trong khắp chung, hoàng cầu bốn biển khắp danh bia. Luồng thanh điển nhoáng qua như chớp, chuyện căn
thời xưa. Phật tiên dần chuyển lọc lừa, kiếm con hữu phước mà đương trở về. Ôi khổ thảm bốn bề sống dày, dòm lưng trời lửa cháy liên miên. Tiêu điều sáng giấc điền viên, thần thông biến hoa dưới miền trung. Ngột môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo diêm dương nghĩ luật trần. Nhìn xa nước mắt rưng rưng, thương đời mê mùi trầm luân nghĩ hoài hoài. Tới hạ bút viết bài chung y cuộc, ai rõ lòng con cuốc khởi kêu. Thân khùng vẫn bị trớ trêu, phiêu lưu trôi dạt danh yêu. Cùng ai giàu có thung dung thanh nhã, ta lo đời sắc nghi đã bên gan. Âu sầu nước dòng riêng than, trách dần chẳng sợ hầm lan cứ gần. Nam mô A Di Đà Phật.